Thưa quý vị, đoàn giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Thạnh Hóa có buổi làm việc giám sát chuyên đề về chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn huyện. Trong năm 2022 và năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, đa số đều hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như việc triển khai ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp của thanh niên hiệu quả chưa cao. Tại buổi giám sát, các đại biểu có nhiều ý kiến trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 98 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ công chức phụ trách công tác thanh niên, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện.